Cụ thể, vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 13 tháng 5, tại km 26 quốc lộ 9, Trạm Cảnh sát Giao thông Đắk Cờ Rông phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 75C01207 do ông Chế Quang Thuần, trú ở phường An Cựu, thành phố Huế điều khiển. Quá trình kiểm tra, phát hiện trên xe vận chuyển 40 thùng xốp, trọng lượng khoảng 4.000 kg sản phẩm động vật. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ nguồn gốc hàng hóa. Tại cơ quan công an, lái xe khai nhận được thuê vận chuyển số hàng nói trên từ Lao Bảo vào Huế tiêu thụ. Hiện nay vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.